Welcome, everybody. Okay. Welcome, everybody. Next time, connect to direct to my network. I will host the meeting. It's better because the network now is a national broadband. It's very fast. It's about 40 gig. Okay. Today we are going to study the which way leading to the meeting the Buddha. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là con đường nào dẫn tới mà có thể gặp được Phật. Before we commence the Dhamma lectures or discussion, I ask you to contemplate and pay respect to the Buddha. Trước khi mà chúng ta bắt đầu học cái buổi học ngày hôm nay, sư cũng xin chư vị nhiếp tâm, lắng lòng thanh tịnh và chúng ta cùng niệm Phật, lễ bái tam bảo cho nó đúng pháp. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu. The topic will be which way lead to meeting the Buddha. Ngày hôm nay cái đề tài là cách nào, con đường nào để có thể đi tới gặp được Phật. Do you everybody want to see the Buddha? Do you not? Tất cả các vị ở đây ai cũng muốn được gặp Phật, có phải thế không? Có ai không muốn gặp Phật không? Everybody want to meet the Buddha, but which way? Mọi vị đều muốn gặp Phật, nhưng mà bây giờ câu hỏi là gặp Phật thì gặp như thế nào đấy? Gặp như thế nào đấy? Đó là câu hỏi của chúng ta, phải không? The normal traditional conventional way is to want to pray to the Buddha. Và có nhiều cách, nhưng mà cái cách mà thông dụng phổ thông từ xưa tới nay á là cầu nguyện đến Phật. Cầu nguyện đến Phật. In every temple, day and night, everybody pray to the Buddha. They request the Buddha to give them blessing. But they don't want to do anything. They just go to Buddha with the little banana or cakes or something and something, material thing. Donate to the temple, donate to the triple germs, to the Sangha, with intention, very good intention, that the Buddha is accepting their donation and give them some blessing. Và cái cách đó rất là phổ thông, thưa chư vị. Chùa nào cũng vậy. Sư thấy từ nước nào cũng vậy, đem lễ vật tới cúng cho Phật. Vật này, vật kia, đại khái, xôi, chè, chuối, oản, đủ các thứ. Cúng dường cho chư tăng, y áo, rồi là lương thực, thuốc men. Và
cầu Phật đó, là xin đủ mọi thứ đó, hạnh phúc rồi bình an rồi là gia đình yên ấm vân 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 vân. They pray to the Buddha. They pray to the Buddha seriously và mọi người đều cầu nguyện với Phật rất là thành thực. That's a traditional conventional way. Đó là cái lối mà đó là cách thông dụng nhất phải không quý vị? À, quý vị ở đây chắc đi chùa cũng nhiều và nhiều vị sư chắc rằng là cũng lạy xì xà xì sụp rồi đem xôi hoãn chuối chè bánh trái mì gói vân vân lạy Phật, xin Phật nhận cho con, Phật tha cho con các tội vân vân và vân vân. A lot of people do the same thing. They pray to the Buddha. They request the Buddha give them blessing, forgive them for their mistakes or their unwholesome acts. Và rất nhiều vị đều đi tới chùa và làm y như vậy và mong rằng là Phật sẽ tha thứ cho những cái lỗi lầm, những cái tham lam, sân hận, những cái thù oán vân vân, rồi ban phước lành cho họ để cho họ lúc nào cũng được là được an vui, được an vui, không bị tai nạn. But in that way, actually they degrade the Buddha as a deva. Và bằng cách ấy thì chẳng khác nào người ta đã hạ cấp Phật trở thành ra một cái ông thần ban phước giáng họa. Buddha never do it. He did say already, he said, your karma, you have to solve your karmas. I'm not going to do it for you because I cannot do it. Đức Phật đã nói khẳng định là các con phải tự giải quyết cái nghiệp của các con. Phật không có rảnh đâu mà đi giải quyết cái nghiệp của các con làm gì. Và Phật cũng không có khả năng đó, cho nên Phật đã nói rõ ràng là Phật không có giải quyết cái chuyện đấy. So the second way is learning dharma from sutra teacher and friends. Và cái cách thứ nhì mà người ta vẫn thường làm đó là học hỏi pháp Phật pháp từ nơi kinh sách, từ nơi băng đĩa, từ nơi các bài giảng ở trên mạng vân vân, thông qua thầy giáo, kinh sách, bạn bè, đó là ba cái nguồn. Đại khái là kinh sách, báo chí, tập san vân vân, và thông qua thầy giáo và bạn bè để cùng học hỏi về Phật pháp, đó là cách thứ nhì. You never know what kind of sutra is the real one or which one is not the real one, and whether the teachers, what the teacher tell you is proper or correct in accordance with the Buddha teaching or not, you don't know. And even your friends keep arguing about something and fighting about their opinion. You never know which one is correct. And you keep fighting each other just because of words by word, text by text. And for 2,600 years, can anybody guarantee that the text reflects the true meaning or the true intention that Buddha want to deliver? Và cách thứ nhì là thưa chư vị là thường thường ta học qua kinh sách, báo chí, bài giảng thông qua thầy và bạn. Và thường thường cũng chẳng biết là kinh nào đúng, kinh nào sai. Cãi nhau, ổm tỏi. Rồi thầy giáo thì cũng chẳng biết ông thầy nào nói trúng, ông thầy nào nói trật. Tại vì các thầy cũng phải dựa theo kinh, mà kinh thì cũng không có bảo đảm. Cho nên các thầy cũng không có gì gọi là bảo đảm. Ngoại trừ những vị nào đã chứng đắc A-la-hán rồi thì không dám nói. Các ngài nói theo cái sự trải nghiệm của các ngài. Và bạn bè thì ôi thôi, bạn bè thì cãi nhau ổm tỏi, người này đúng người kia sai, mà toàn là theo cái định kiến cá nhân. Tôi nghĩ như thế này. The Buddha gave the analogy by five the blind men touching the elephant and they describe the elephant in a different way. Đức Phật đã đưa cái thí dụ là năm cái người thầy bói mù mô tả con voi, sau khi nó sờ vào cái phần con voi
mỗi người sờ vào một phần con voi khác nhau, cho nên mô tả con voi khác nhau. So we are acting like the five blind men touching the elephant. Giống như vậy, chúng ta cũng có thể là năm người mù đi rờ cái con voi rồi mô tả con voi theo năm kiểu khác nhau. So how do we know the sutra is correct or incorrect? That question has been asked by Gotami to the Buddha. Thế thì làm sao mà chúng ta biết rằng là cái kinh nào đúng, cái kinh nào sai? Và thưa chư vị, câu hỏi này đã được bà Thánh giả Gotami hỏi Đức Phật. And the Buddha's replies, và Đức Phật trả lời như thế này: Any sutras which lead to the understanding of the suffering and cause of the suffering, cessation of suffering, and the pathway leading to the advanced character or arahant, and that is a true teaching. True teaching must comply with the suffering, loving kindness, impermanence, and non-self. Và Đức Phật đã dạy cho Ngài Gotami rằng bất cứ kinh sách nào mà khi chúng ta xem nó dẫn tới cái sự nhận xét về cái khổ của thế gian, khổ bằng cách này cách khác, nhiều cách khổ. Và nguyên nhân của cái khổ là sự tham sân si phiền não và tham sân si phiền não và chiến tranh giữa người này người kia. Đại khái là thấy rất rõ nguyên nhân của cái khổ và con đường bắt thánh đạo đưa tới sự khỏi khổ, thì đó là chân lý. Can we continue?
Okay. So the second issue here is whether we are learning traditional conventional way to meet the Buddha is by learning the Dhamma from sutra, teacher and friends. Và cái điều thứ nhì á là thường thường chúng ta học qua học Phật pháp thông qua kinh sách, báo chí, bài viết này kia, rồi qua thầy, qua bạn. Tức là kinh sách, các thầy, các sư và các bạn. Các thầy, các sư thì cũng chưa có ai chứng A-la-hán, cho nên nhiều lúc nói cũng phải dựa theo kinh sách thôi. Bạn bè thì lại cãi nhau ỏm tỏi hết, mà nhiều lúc cũng chẳng biết là mình nói cái gì. Tham sân si phiền não. Thế thì chỉ còn dựa vào kinh sách. So which one is the real one, the Buddha teaching? That question has been addressed by the Gotami. Và cái câu hỏi là kinh nào là đúng, kinh nào là sự thật? Câu hỏi này đã được Ngài Gotami hỏi Đức Phật. Và Đức Phật đã có trả lời. Đức Phật đã có trả lời là bất cứ kinh nào mà dẫn tới sự vô tham, vô sân, vô si, kinh nó phải nói lên cái sự khổ, sự khổ của các pháp, pháp sanh, pháp diệt, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt của khổ và con đường đưa tới giải thoát. Nếu không có những yếu tố ấy thì kinh đấy không phải là lời Phật nói. Lời Phật nói lúc nào cũng nói tới dukkha, lúc nào Phật cũng dạy cái khổ và cái con đường để diệt khổ. Cho nên nếu không có những cái yếu tố ấy thì coi như là không phải lời Phật nói. A third traditional conventional way is a donation. We make a donation in various kind to propaganda Buddha teaching, like material, Dhamma preservation, propaganda, supporting member of the Sangha, building the temple, printing the books, sutra, all sorts of things. Và cái thứ ba đó là thường thường đó, chúng ta cố gắng thực hiện, mong là gặp Phật, là con cúng dường rất nhiều. In kinh sách, rồi cúng dường, rồi xây chùa, rồi cúng y, cúng thực, rồi là truyền bá Phật Pháp, vân 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 vân. Hy vọng rằng con tạo được một chút phước công đức đó, rồi cái Phật sẽ cho con gặp Phật. Đó là cái cách thứ ba mà mọi người đều làm. Everybody want to do it, regardless of nationality, gender or background. Và sư cảm thấy rằng là bất kể cái quốc gia nào, quốc tịch nào, hay là tuổi tác nào, hay phái tính nào, nó cũng đều có cái giống nhau, già trẻ cũng giống nhau hết đó. Con cố gắng cúng dường, con cố gắng cúng cái này cúng kia, rồi Phật ơi Phật nhớ, Phật ghi tên con á, mai mốt con chết Phật cho con về với Phật, con muốn rất muốn gặp Phật. In that way we are actually exchange something for something else, something material for something for we call spiritual. Và như vậy chẳng khác nào là chúng ta đang trao đổi những cái vật chất gọi là hữu hoại, là sanh sanh diệt diệt, vô vô giá trị, cho những cái sản phẩm của tinh thần linh thiêng, rất là có giá trị lớn. Chúng ta đòi nhiều quá mà trong khi chúng ta hy sinh quá ít. You think you can donate 1 billion 2 billion Vietnam dongs to get a place in the heaven? Các bạn có khi nào nghĩ là con đã cúng dường 5-10 tỷ rồi á, là cho con cái chỗ ở trên Niết Bàn không? That is a wrong attitude. Và nếu nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Tại vì Niết Bàn đâu có phải là cái chỗ mà rẻ dữ vậy. Các cái vật chất ở trên quốc tế này quý vị biết rồi, đều là vô thường, đều là sanh diệt. Cái gì nó cũng sanh diệt, people die. The building destroyed, everything collapsed, everything. You see nowadays, only a little virus. A million people
contracted, contaminated, and about the nearly 100,000 people died already. Thế thì quý vị nhìn lại đi, cái con vi khuẩn nhỏ chút xíu à. Mà cho tới ngày hôm nay là 1 triệu người trên thế giới này bị nhiễm độc và có cả 100,000 người đã chết rồi. So what is the values we attach to our donation? Thế thì cái giá trị gì mà chúng ta đặt ra ở trong cái những cái phẩm vật cúng dường? In kinh, xây chùa, cúng dường, lớn chuyện lắm phải không quý vị? You remember the kings in the China donate and build 82 temples. And the Dhamma Buddha say nothing, no merit at all. Và quý vị còn nhớ câu chuyện nhà vua bên Trung Hoa đó, xây 82 kiển chùa. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã nói là không có một cái công đức gì hết đó. Xây vậy thôi. Nói công đức để mà giải thoát thì không có đâu. Phước đức thì có. Dĩ nhiên làm thì phải có phước nhân quả mà. Nhưng mà nói công đức để giải thoát được khỏi sinh tử luân hồi thì cái chuyện đó là không có. Là không có. So the fourth one, usually we do is we take refuge in the Buddha and we comply with the precept. Và cái thứ tư á, thường thường chúng ta làm, chúng ta nghĩ rằng có công đức lắm, tức là chúng con quy y Phật, theo Phật. Quy y là theo thôi, không có gì hết đó. Giống như vua quy đó, theo chồng. Vua quy theo chồng, quy y thì theo, theo Phật. Taking refuge in the Buddha and take the precept. Và cứ nghĩ rằng là con đã làm cái lễ, con quy y Phật, con là con Phật, con có quốc tịch Phật, thì thế nào khi con chết con sẽ về với Phật. A lot of people keep thinking very simple way. I have been taking refuge in the Buddha, in the Dhamma and in the Sangha. And when and I also perform the I also take the precept. And then if I die, I go back to the Nibbana. Và có nhiều người rất là đơn giản nói rằng con đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thế thì khi con chết á, con giữ giới mà, con hứa con giữ giới thì con sẽ về với Phật. Now, the question is how many minutes in a day you really contemplate and taking refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha. Và câu hỏi ở đây á, là pháp hành. Thế thì trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, có bao nhiêu giây mà thực sự quý vị quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng? How many hours or how many minutes per day? Bao nhiêu phút trong một ngày 24 giờ thực sự quý vị luôn luôn thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng ở trong cái tâm tưởng quý vị? Or sometimes you just think about one second. And the rest of the day, you keep thinking about food, medicine, luxury item, eating, sleeping, sexual conducts, entertainment, money, all sorts of things. Và thực sự ra trong 24 tiếng đồng hồ, nếu mà có giỏi lắm, người Phật tử mà siêng năng là có một giây nghĩ tới Phật. Còn toàn là nghĩ tới ma. Cái ăn nè, cái ngủ nè, ăn cái gì, ngủ ở đâu, rồi nói cái gì, tư tưởng lúc nào nó cũng chạy ra trong đầu. Rồi hơn thua, rồi tại sao tôi tu hoài không được, rồi tại sao tôi tu như thế này, tại sao tôi tu như thế kia, toàn là tôi không à. You never think of a Buddha, do you? Các bạn thực sự có khi nào nghĩ tới Phật không? Hay là chỉ nghĩ là tại sao tôi làm cái này không được, tại sao tôi làm cái kia không được, rồi tìm cách trách mắng đủ mọi thứ. You blame every failures for something, not because of you, but because of something. Và các bạn cố gắng đẩy cái sự sai lầm của mình, cái sự lỗi lầm của mình, hay sự thất bại của mình cho một lý do nào đó mà không bao giờ nhận là của mình. Và cứ cuối cùng thì cũng kêu Phật để Phật cứu.
you do the wrong thing and you ask the Buddha to remedies, to give you remedies for your mistake, you are actually degrading the Buddha. Các bạn hàng ngày cứ đều kêu Phật giúp giùm con, sửa giùm con cái này, cứu con cái kia, toàn là các bạn đã biến ông Phật thành ông thần. Các bạn đã giảm cái vai trò của Phật. Phật là tuệ giác, Phật đã nói Phật không có làm cái chuyện mà giải nghiệp cho quý vị. Mà quý vị cũng vẫn tiếp tục yêu cầu như vậy thì cái chuyện đó không đúng. Người suy nghĩ đi, một ngày 24 tiếng đồng hồ, bao nhiêu giây các bạn nhớ tới Phật, tới Pháp, tới Tăng, để rồi sợ hãi tội lỗi, thấy rằng các Pháp đều là khổ và tìm cách tu để giải quyết ra khỏi sinh tử luân hồi. You don't have much time. Các bạn đâu có còn giờ nhiều. Breathing out and breathing in. If you are breathing out without breathing in, you finish. Your life is terminated. Nếu thở ra, thở vào thôi, mà nếu không có thở nữa thì sao các bạn? Chấm dứt. But you don't care. You keep thinking about eating, sleeping, fighting for money, for luxury item, for something which you always have for your desire. Unnecessary desire and very silly desire. Emotional desire. Và hàng ngày đó, giỏi lắm là một giây các bạn nhớ tới Phật thôi. Nhớ tới Phật để biết rằng là mình đang sai, mình đang đau khổ, sinh lão bệnh tử để lo tu. Còn lại 23 tiếng đồng hồ, 59 phút và 59 giây thì là đều nhớ tới ăn, ngủ, làm cái gì, tôi tu kiểu gì, tôi tu làm sao chứng. Toàn là cái tôi không à. Chứ bao giờ nghĩ tới Phật. If you think of the Buddha, you let it go. Because Buddha said, don't attach to anything. Nếu mà nghĩ thực sự tới Phật, thì Phật đã dạy đó, đừng có dính mắc cái gì hết. Tại sao ta dính nhiều quá vậy? Tôi tu hoài sao không được? Tôi tu hoài, tôi ngồi thiền hoài sao nó không được? Vân 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 vân. Mà thực sự ra mình có thực sự không? Thực sự đem hết tâm huyết của mình vào trong cái việc hành thiền không? Hay là chúng ta chỉ làm để giống như trả bài vậy đó? Một ngày tới giờ là tụng kinh, tới giờ là ngồi thiền, còn mấy giờ khác để linh tinh tâm. Ngay cả khi ngồi thiền cũng chưa chắc đã nghĩ tới Phật. Nghĩ tới làm sao cho mình chứng đắc. Cái đó mới là cái chết. When you think about something, your mind is always activated and the train of thought occurs and this phenomenon arises. You are putting more wood in a fire. You are subject to samsara. Ngay khi các bạn vừa mới nghĩ là tôi cố gắng tu để tôi thành Phật, để tôi cố gắng tu để tôi hạnh phúc, tức là các bạn đã phát sinh ra cái ngã và cái sự khao khát ái của cái ngã, sự tồn tại của cái ngã trong cái kiếp tương lai, chứ chẳng có định gì đâu. Nói tôi cố gắng tu để cho tôi được giải thoát, thì có cái chữ tôi và có cái pháp giải thoát thì tất cả đều là dính mắc. Mà dính mắc như vậy thì lại càng say đắm ở trong đấy mà không biết, tạo nên cái ngã và tạo nên cái khát ái của cái ngã. Và thêm củi thì lửa cháy tiếp và tiếp tục tái sanh. Cho nên nói thực sự, nói ra thì phải nói cho nó hết. And the fifth one is loving kindness, compassion to the other. Và cái thứ năm là cái sử dụng cái tâm từ và tâm bi đối với mọi người. Con lạy Phật từ bi, con ráng nghe lời Phật, con thực hiện tâm từ tâm bi. You always try to practice the metta and compassion. Metta and karuna. Metta and compassion. Loving kindness and compassion to the others. With intention that Buddha will listen to you. You gain the merit and you will achieve the nibbana. Và khi các bạn làm á, các bạn đều có ở trong một cái ý lạy Phật từ bi, con đang phát triển tâm từ và con đang yêu thương mọi người. Phật ơi, con đang yêu thương mọi người. Phật nhớ nha, mai mốt con chết, Phật cho con về Niết Bàn. You are actually exchange something for something else. Đó là các bạn đang thực sự trao đổi đấy. Các bạn đang đòi Phật phải lắng nghe các bạn, ký hợp đồng với các bạn là các bạn cố gắng trải tâm từ, tâm bi. Để rồi các bạn là Phật phải nghe các bạn và cho các bạn về với Phật. Is that the way you are doing every day? I think everybody do the same.
Và có đó phải là các cái điều các bạn thường làm như vậy không? Có cái ý nghĩ như vậy không? Và sư nghĩ là mọi người đều làm như vậy. Doing some good thing for the people with the intention that the Buddha will take you to the Nibbana when you die. Và các bạn đều mong muốn là con cố gắng con làm như vậy để rồi Đức Phật giúp cho con được giác ngộ, được giải thoát, được khỏi đau khổ, được về Niết Bàn khi con chết, vân 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 vân. Thực sự các bạn đang trao đổi với Phật, ký một cái hợp đồng với Phật, Phật ơi con làm như thế này, Phật phải làm như thế kia. It's you to determine the condition of the contract. Đó là các bạn đã tạo ra một cái hợp đồng, rồi các bạn yêu cầu Phật phải làm theo cái điều các bạn muốn. So you think is it the way you will meet the Buddha? Các bạn có nghĩ đó là cái cách để các bạn gặp Phật hay không? Loving kindness and compassion must be expressed by yourself naturally, as the instinct, as the natural ability, natural character, without thinking, without intention, either good or bad. No exchange at all. It's a real loving kindness and compassion for the sake of loving kindness and compassion. Nếu thực hành cái tâm từ tâm bi mà đúng á, thì nó không có nghĩ cái điều kiện gì hết á, yêu thương tự nhiên thôi và bi mẫn đối với mọi người, nó không có điều kiện. Mọi người đều phải đau khổ. Everybody subject to one rules: birth, sickness, aging, and death. Mọi người đều giữ một cái nghiệp chứ. Có cái nghiệp nào ngoài cái quy lệ này không? Sanh, già, bệnh, chết. Người nào cũng giống nhau cái nghiệp. Thế tại sao ta lại phải thay đổi cái điều kiện của hợp đồng với Phật, yêu cầu Phật làm con làm như thế này, Phật cho con như thế kia. Con yêu mọi người để rồi con được đi vào Niết Bàn. Why don't you ask the Buddha to give the Nibbana for everybody? Why just for yourself? You do the good thing for the people in exchange for yourself to be in Nibbana. Why don't you ask for everybody? Thế tại sao các bạn không nói với Phật rằng lạy Phật từ bi, con làm tất cả mọi điều thiện, có tâm từ tâm bi và cầu Phật cho tất cả mọi người được vào Niết Bàn? Mà tại sao các bạn chỉ là nói là lạy Phật từ bi, con cố làm điều thiện, con cố là có tâm từ, tâm bi, yêu thương mọi người để rồi Phật cho con vào Niết Bàn, nhưng mà lại quên không nhớ tới cái người khác để cho họ cùng vào Niết Bàn? Is this a selfish practice? Đó có phải là cái thực hành ích kỷ không? Rõ ràng quá ích kỷ phải không các bạn? Chỉ muốn mình được vào Niết Bàn mà không muốn tất cả mọi người đều vào Niết Bàn. Đó chính là ích kỷ, và ích kỷ quá mức nữa. The final one, traditional conventional way, the final one of the traditional conventional way is meditation or chanting. Và cái cách cuối cùng á, mà cổ điển và rất là truyền thống, là mọi người đều là cầu nguyện, tụng kinh hoặc là ngồi thiền. Sư thấy có hai cái đó phổ thông thôi. Tức là thực hành, mình kiếm cái chỗ nào vắng rồi mình tụng kinh, hay đi lên chùa tụng kinh, hay trước bàn thờ rồi tụng kinh. You must sit in front of the altar in the Buddha and then you pray to the Buddha. The Buddha will listen to you. Và các bạn tin rằng ở trước bàn thờ đó, con ngồi trước bàn thờ con cầu nguyện thì Phật sẽ lắng nghe con. Which Buddha will listen to you when you pray? Thế thì sư hỏi các bạn vậy chứ cái ông Phật nào lắng nghe các bạn khi các bạn cầu nguyện đấy? The composite Buddha, the Simon Buddha, or the golden Buddha, or any image of the Buddha, or the Buddha inside your mind? Thế thì khi các bạn cầu nguyện á, các bạn cầu nguyện cái gì đấy? Cầu nguyện cái ông Phật bằng composite bên ngoài, sơn son thiếp vàng. Cầu nguyện cái ông Phật bằng gỗ để trên bàn thờ, gỗ cẩm hương. Cầu nguyện cái ông Phật bằng xi măng. Cầu nguyện với cái ông Phật bằng vàng, hay cầu nguyện với cái ông Phật bằng đồng, hay cầu nguyện với ông Phật bằng ngọc ở bên ngoài. Every material contributed to the Buddha image is impermanence. Remember that. Các bạn nên nhớ rằng tất cả những cái vật chất để cấu tạo nên những hình thái, hình sắc của tượng Phật đều bị vô thường. Đều bị vô thường. Nó không có thực. Nó chỉ là cái hình ảnh thôi.
Tại sao các bạn không cầu nguyện cái ông Phật trong tâm các bạn? Cái ông Phật trong tâm các bạn mới là Phật thật. The Buddha inside your mind stay with you for 24 hours, day and night, as long as you live. Và Đức Phật đó, cái vị Phật mà ở trong tâm các bạn đó, là cái vị đó ở với các bạn 24 tiếng đồng hồ một ngày. Thức cũng như ngủ, cho tới khi các bạn chết, vẫn còn ở với các bạn. That Buddha, respectfully, should be your object of meditation. Và cái vị Phật ở trong tâm các bạn đó, mới thực sự là cái đề mục để cho các bạn thiền hành hay là tụng kinh. When you do chanting, you pray to the Buddha, you pray to the Buddha inside yourself. You feel the suffering, you see the suffering, and you feel guilty if you don't do properly, and you avoid any unwholesome act, unwholesome speech, unwholesome intention. Và khi các bạn cầu nguyện hay là ngồi thiền mà dùng cái ông Phật ở trong tâm các bạn làm đề mục, thì các bạn sẽ tránh né tất cả những cái sự đau khổ gây ra bởi thân, khẩu, ý bất thiện. Thân, khẩu, ý bất thiện cho nên cái ông Phật bên trong á, ông đau khổ. Mà nay ta không cầu nguyện ông, ta phải rửa sạch cái tham sân si phiền não của ta đi, thì ông Phật nó mới trong sáng, mới hạnh phúc. Đằng này ta lại đi cầu mấy cái ông Phật bên ngoài bằng xi măng, bằng composite, bằng nhựa, bằng hình, bằng ngọc, bằng vàng, mà tất cả những cái thứ ấy đều là vật chất và là vô thường. Nó đều bị vô thường hết, nó không có bao giờ nó tồn tại. Nên chúng ta đang làm cái trò gì đây? Chúng ta tu kiểu gì đây? Cho nên ngay cả như trong vấn đề tụng kinh, cầu nguyện và lễ bái và ngồi thiền, chúng ta cũng phải quay về bên trong. Đó là lý do tại sao Phật dạy. The Buddha always teach you how to do the introspective contemplation, looking at whatever happened inside your mind, your body, four frame of contemplation, the feeling, the form, the feeling, or the body, the feeling, the mind, and the dhamma, and the phenomenal. Đức Phật luôn luôn dặn chúng ta lúc nào cũng vậy, đều phải quán tứ niệm xứ, bốn cái, thân, thọ, tâm, pháp. Quán ngay trên thân chúng ta, quán ngay tâm chúng ta, tâm tham, tâm sân, tâm si có sân khởi không? Đó là ông Phật thiệt đấy. Nếu mà không còn tham, không còn sân, không còn si thì đó là Phật. Còn tham, còn sân, còn si thì đó là ông Phật tham, Phật sân, Phật si. Có tên đàng hoàng đấy quý vị. Các vị Phật đó đều có tên hết. So what is the true ways that the Buddha taught us? Thế thì cái cách mà thực tế nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là cái gì đây quý vị? Chúng ta dạy cách nào để chúng ta có thể gặp Phật? First, practicing the universal causal law. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta phải nương nhờ Phật thôi. Phật dạy chúng ta cách nào để gặp Phật. The Buddha did teach you, teach us, teach everybody the way we will meet the Buddha again. We will meet the Buddha. Đức Phật dạy, Đức Ngài không có hà tiện đâu. Ngài dạy rất rõ. Ngài đã nói ở trong kinh là những điều ta dạy như bàn tay mở, ta chẳng giấu gì cả. Mở hết. Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách để gặp Phật. Cách để gặp Phật. Và cách thứ nhất là luôn luôn nhận biết, hiểu biết và thực hành nhân quả. The first rule is you have to practice, seriously practicing the causal law. You know the cause, you know the consequence, and if you want to avoid the bad consequence, don't do the bad cause. Very simple. Và ở trong kinh thì Đức Phật dạy rất nhiều chỗ, nhan nhản đầy. Ngài nói nhân quả đi với nhau, đó là cái luật của vũ trụ. Nếu chúng ta thực hành muốn gặp Phật thì chúng ta phải tuân thủ cái nhân quả. Thực hành cái nhân quả. Đừng làm những điều xấu nếu không muốn
cái hậu quả xấu. Cái hậu việc làm nhiều khi chúng ta sometimes a lot of time we have a desire for money, desire for power, desire for position, desire for luxury, desire for emotional. Also the sexual desire, and we cause a lot of harms to ourselves and to others. So think about that. Và cái điều quan trọng á là chúng ta không có thực hành cái nhân quả. Đa phần á là chúng ta ưa thích cái này, ưa thích cái kia, tạo nên những tội lỗi, tạo nên những phiền toái, rồi cứ lo về cái quả mà quên đi cái nhân. Làm sao cho có giàu có quyền lực, có chức tước, rồi ngay cả như là tham đắm vào trong cái vấn đề quan hệ nam nữ, tham đắm, tham cho nhiều, rồi tới chừng cái quả nó đổ ra thì lại kêu trời, kêu Phật. The second is practicing the paticca samuppada, its conditional existence law. Và cái thứ nhì á, là luôn luôn á, biết rằng các pháp đều do nhân duyên, hễ duyên sanh thì pháp sanh, không phải tự nhiên nó có đâu, mà hễ duyên diệt thì pháp diệt. Đó, cho nên phải hiểu rất rõ các pháp nó sanh ra vì có duyên. One of the condition is our desire, và một trong những cái duyên lớn nhất để xảy ra cho các pháp đó là cái tham ái của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có tham ái cách này cách kia, cho nên cái pháp nó mới sanh ra, và cái quả nó chúng ta phải chịu. A third one, practicing the non-substance self, non-selfish intention, speech and action. Remember the one rules, good seed lead to good fruit. Và luôn luôn thực hành là vô ngã, đừng có ích kỷ. Ích kỷ trong lời nói, ích kỷ trong suy tư, ích kỷ trong hành động. Và nên nhớ rằng Phật dạy hễ nhân nhân tốt thì quả tốt. Cho nên nếu chúng ta có cái tâm từ thì chúng ta không nên ích kỷ trong lời nói, trong suy nghĩ. Lời nói trong suy nghĩ cũng không nên ích kỷ. And the fourth one, purify mind and body. Và cái thứ tư rất là quan trọng, tức là luôn luôn làm thanh lọc thân và tâm. Thân và tâm. What is the mind and the body? Thế thì thân và tâm nó gồm có cái gì đây thưa chư vị? The mind has the three kinds of mind: citta, manyo and vinyana. Và sư đã giảng rất nhiều rồi. Cái tâm thì nó gồm có ba loại. Cái loại là theo phản ứng theo cảm xúc, một loại có suy tư, và một loại cái thức, tức là chứa đựng tất cả những cái thông tin. Và nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Ba loại đó chúng ta phải thanh lọc nó. Đừng để cho nó tham sân si nhiễm vào. Don't let any three poison, any of three poison contaminate the mind. Đừng để cho cái tâm chúng ta nó bị ô nhiễm bởi tham sân si, vì nó sẽ tạo nên những các phiền não. And what about the body? The body always contemplate that we have the only five aggregate. The body, the feeling, perception, mental formation, and the consciousness or cognition. Và luôn luôn quán chiếu thấy ở trong tâm chúng, trong người chúng ta thực sự nó chỉ có năm uẩn thôi: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và năm thứ đó nó đều là tưởng là biến dịch, nó không có thực, nó do duyên sanh hết. Sắc cũng do duyên sanh, thọ cũng do duyên sanh, tưởng do duyên sanh, hành do duyên sanh, và thức đều do duyên sanh. Quý vị nào muốn tham khảo những cái bài đó nên coi lại những cái bài sư hướng dẫn kỳ trước. Thế thì năm uẩn là do duyên sanh, tức là không có thực. Nếu duyên diệt thì cái uẩn diệt, tức là nếu không có điều kiện thì cái thân này nó mất. One of the condition, critical condition is breath, breathing in, breathing out. If we don't have any breathing in or breathing out activities, we finish, our body finish. Và một trong những cái duyên rất là quan trọng đó là hơi thở thôi thưa chư vị. Thế mà thở ra, thở vào, mà nếu chúng ta không có thở ra, thở vào thì coi như là chấm dứt cuộc đời, cái thân này nó chấm dứt. Cho nên cái thân thấy nó quan trọng vậy chứ thực sự nó là cái hơi thở thôi, nó không có cái gì đâu.
Còn quý vị chạy theo những cái gì khác thì đó là cái chuyện quý vị. Và chúng ta cần phải thanh lọc thân và tâm. Ba tâm đó phải đừng để cho ô nhiễm bởi tham sân si. Và năm uẩn nhận biết lúc nào cũng chỉ là uẩn thôi. Uẩn chỉ là các cái duyên sanh. Và nếu các duyên sanh nó không có thật thì không có gì phải thương tiếc và dính mắc với cái năm uẩn. Number five, be mindful of what we do to ourselves and to others. Và cái điều thứ năm á, Phật dạy á, là nên chánh niệm tỉnh giác trong tất cả những cái hành động mà chúng ta làm cho chúng ta. Chúng ta làm chúng ta chịu đấy, và nó có ảnh hưởng tới người khác nữa. It's also related, our activity always have the consequence relating to our the relative, our friend and our community. Và tất cả những cái sự suy tư, lời nói và hành động của chúng ta đều có ảnh hưởng tới bản thân chúng ta, tạo ra cái nghiệp và tạo nên cái nghiệp cho thân bằng quyến thuộc chúng ta, những người chúng ta yêu thương, rồi lại tạo ra những cái nghiệp ở trong cái cộng đồng của chúng ta. Cho nên chúng ta phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong ý, trong khẩu và trong thân, chớ để cho nó sai biệt. And the final one, final one, see, don't attach to anything. We have to appreciate that the everything is just impermanent, anicca. Everything is impermanent. It changes, come and go. So don't attach to anything, because as soon as you attach to anything, you identify yourself, the identity and the desire to maintain the contact or the possession. And when the thing change, you suffer as a consequence. Cái điều quan trọng ở đây là đừng dính mắc tới bất cứ cái gì cả. Chủ thuyết, chùa chiền, tôn giáo, tông phái đều là những thứ để dính mắc. Mà hễ có dính mắc thì khổ. Vì các thứ đều thay đổi, cho nên hễ càng dính mắc thì càng khổ. Even the sutra, even the Buddha teaching, he also said that my teaching is like the raffle. For you to cross a river, when you cross a river, just drop the raffle. Và ngay cả những điều dạy của Đức Phật, kinh sách Đức Phật cũng nói những điều ta dạy giống như là cái bè để qua sông. Và khi đã qua sông rồi thì vứt cái bè đi. Đừng có cố gắng mà giữ cái bè đó để mà đau khổ. Tại vì các sự dính mắc đều dẫn tới đau khổ. Why? There's suffering when you attach to something. Thế thì tại sao mà dính mắc lại tại ra đau khổ? Because first you identify you, yourself, the self. The second, the things belong to you. And thirdly, the permanent state of the thing and relationship between you and the things. Và tại sao nó lại đau khổ? Là tại vì khi các bạn xác nhận có cái vật dính mắc, thì lập tức các bạn xác nhận có cái tôi. Có cái tôi mới có dính mắc mà không các bạn? Cái đó của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, nhà của tôi. Tức là trước hết phải có cái tôi. Rồi sau đó có cái của tôi. Rồi cái sự quan hệ giữa cái đó và tôi. Và tin điều thứ tư nữa là cái sự quan hệ ấy luôn luôn bền vững, không bao giờ thay đổi. Đó là cái chuyện si mê đó. Chuyện nó không bao giờ có. Believe in something and never change. Relationship between the things and I and self, and the self never change, the things never change. Stability of relationship, all these things is just the by ignorance. That's what the Buddha said. By ignorance, people don't know. Things is impermanent. The relationship is impermanent. Và Đức Phật đã từng dạy cái sự quan hệ giữa hai đối tượng, ngay cả ngã và ngã sở, những cái thứ đó đều là thay đổi. Và nếu dính mắc nhiều thì càng đau khổ. The more you attach to something, the more suffering you enjoy. Và các bạn càng dính mắc nhiều chừng nào thì các bạn lại càng đau khổ nhiều chừng đó. Nowadays you see the coronavirus. When you attach to something, even you cannot see your relative or your loved one when they contract the
COVID-19 and they dies in hospital lonely without your presence. Và các bạn đã chứng kiến ngay trong thời buổi này khi cái corona vi khuẩn corona đó nó dính tới người thân của các bạn thì những người thân đã bị cách ly và những người thân đã chết một cách cô đơn. Mặc dù các bạn biết mà các bạn cũng không được phép tới, tức là người ta phải chết trong cô đơn. Các bạn thấy không? Cho nên các pháp đều là vô thường, nó không có như ta tưởng. Mà nếu ta càng dính mắc thì ta càng càng đau khổ. So who is the Buddha? Where is the Buddha? Thế thì câu hỏi cuối cùng là Phật ở đâu? Phật là cái gì? Phật ở đâu? The question is has been answered by the Buddha. Very simple. Và câu hỏi này đã được Đức Phật trả lời. Niết bàn chính là Phật Arahant, tức là Niết bàn đấy, chứ không có gì hết á. So we have to set the proper goal of life. Nibbana is the goal of life. Cho nên chúng ta phải đặt ra một cái mục đích cuối cùng của đời sống chúng ta. Niết bàn chính là cuộc sống. Nibbana. Somebody missed writing the term Nibbana. But anyway, it doesn't matter. Có người nào đó đánh máy sai cái chữ Nibbana rồi, nhưng mà không sao, kệ nó. Chuyện chúng ta biết thôi. A second, Nibbana is unshakable trend mind. Thực sự ra Niết bàn là gì? Niết bàn là ở trạng thái của tâm không bị dao động vì đã được huân tu, cho nên cái tâm nó không bị dao động. Và vì nó không bị dao động cho nên nó vững chắc, nó được bình an. Bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng không bị dao động thì đó chính là Niết bàn. Nibbana is everlasting peace. Niết bàn thực sự là sự bình an vĩnh cửu, không bao giờ bị dao động, không bao giờ bị còn đau khổ nữa. The body can be painful, can be subject to pain and deterioration, but the mind is resting in the Nibbana. Peace, everlasting peace. Cái thân có thể nó bị đau, có thể bị bệnh, có thể bị chết, nhưng mà cái tâm khi nó đã được quân tu rồi thì nó ở trong Niết bàn và nó không bao giờ ra khỏi cái Niết bàn. Lúc nào nó cũng được an vui. Nibbana is here and now in your mind and your body and your supporting environment. Thế thì Niết bàn thực sự là gì? Niết bàn chính là Niết bàn chính là ở đây, bây giờ, ở trong tâm và trong thân của bạn và ở trong môi trường sống của bạn. That's why the Buddha say, always you have to do what you have to do to attain the Nibbana and to see the Buddha is contemplate in introspectively. Four frame of contemplation, four frame of mind, body, and feeling, and the Dhamma. Niết bàn là ở đây, bây giờ, ở trong tâm, trong thân của bạn, ở ngay trong những môi trường sống, thân nhân, bạn bè, trong các bạn. Bởi thế Đức Phật đã từng dạy Niết bàn. Muốn tới Niết bàn thì các bạn phải luôn luôn thấy được tứ niệm xứ, luôn luôn thực hành tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Ở ngay trong ấy thấy Niết bàn, chứ không có Niết bàn ở đâu hết á. Niết bàn không có tìm ở đâu được hết. Nibbana is cultivated by your karma, intention, speech and action. Niết bàn là được xây dựng và trưởng dưỡng bởi cái nghiệp thiện của các bạn. Nếu các bạn có nghiệp thiện nơi ý, nơi khẩu, nơi thân thì đó là Niết bàn. When you try to cultivate the good karma by your good intention, good speech and good action, or unwholesome intention, unwholesome speech and unwholesome action, and you are in peace in your mind. Your mind is rest in peace and you are actually in Nibbana in every moment. And you see the Buddha, your own Buddha, not the Buddha by composite or the cement or the gold. Và nếu các bạn luôn luôn thực hiện ý, khẩu và hành luôn luôn là thiện, thiện pháp và luôn luôn là đều không có dính mắc thì chính các bạn đã xây dựng cái Niết bàn ở ngay trong tâm các bạn. Và các bạn khi đã có Niết bàn rồi thì các bạn sẽ thấy Phật ở trong Niết bàn, và ông Phật đấy chính là ông Phật của các bạn đấy.
Ông Phật đấy không phải bằng xi măng, không phải bằng composite, không phải bằng hình ảnh xây bên ngoài, mà ông Phật đó hoàn toàn là thanh khiết. Ông Phật đó, ông Phật vĩnh cửu, ông Phật đó ở với các bạn. So if you want to see the Buddha, you have to know one, the Buddha is in Nibbana. Two, Nibbana is in your mind. Three, if you want to see the Nibbana, you have to establish and cultivate the Nibbana in your mind through the mind, through the intention, through the speech, and through the action. Và các bạn khi muốn gặp Phật thì có ba điều các bạn phải nhớ. Điều thứ nhất là Phật ở trong Niết Bàn chứ Phật không có ở ngoài đâu. Phật không có ở chùa, Phật không có ở nhà thờ, Phật không có ngoài đường đâu. Phật ở trong Niết Bàn. Và cái điều thứ nhì nữa là Niết Bàn ở trong tâm quý vị đấy. Khi các bạn được an vui, không tham, không sân, không si nữa, và tâm không bị dao động bởi bất cứ hoàn cảnh nào, thì các bạn sẽ thấy Phật. Và cái thứ ba nữa là cái Niết Bàn ở trong tâm quý vị có thể được tạo dựng và xây dựng và tăng trưởng bằng cách là các bạn thực hiện ý, khẩu, hành đều trong thiện nghiệp, thì các bạn sẽ có được cái Niết Bàn, và ở trong Niết Bàn ấy các bạn sẽ gặp được cái ông Phật của chính các bạn. I think that's enough for today. It's on time now. Somebody will pray for dedication. Suy nghĩ tới đây cũng vừa tạm đủ cho cái ngày hôm nay, để các bạn có thấy cách nào để thấy Phật. Ngay cả như khi ngồi thiền cũng đừng có mơ tưởng là con muốn gặp Phật hay là con thoát ra khỏi cái khổ. You cannot avoid the suffering of your body or the environment when you do meditation, because it's actual fact. The Buddha say you have to explore, appreciate, penetrate into the suffering in order to understand the suffering. Và Đức Phật đã dạy rất rõ, các bạn phải khảo cứu, khảo nghiệm, nghiên cứu, rồi là trải nghiệm và thẩm thấu cái khổ, thì mới hiểu được cái khổ là gì. That's only the first one. After you understand the suffering, and then you transform the suffering into the wisdom. Và cái thứ nhì, sau khi thấy được cái khổ rồi, đau đớn nơi thân, nơi phiền não, nơi không vừa ý, thì các bạn mới có thể chuyển hóa cái khổ đó thành ra tuệ giác. As soon as you have the wisdom or the panya, you attain the liberation. Và khi các bạn đã có tuệ giác thì các bạn sẽ giải thoát ra khỏi khổ đau, tự mình giải thoát ra khỏi đau. Đó là cái công thức mà Phật dạy trong tứ diệu đế. That's the module the Buddha teaching in the Four Noble Truths. And now I think it's time for the dedication prayer. So anybody who want to say pray for dedication. Và bây giờ tới đây là chấm dứt cái bài học ngày hôm nay. Sư thỉnh quý vị nào đó cầu nguyện. Các bạn phải hiểu được cái khổ, trải nghiệm cái khổ, rồi là thẩm thấu cái khổ, rồi mới có thể chuyển hóa cái khổ. Phải thấy nó là cái gì và chuyển hóa nó để có trí tuệ. Và khi có trí tuệ thì tự mình giải thoát ra khỏi cái khổ. Và lúc bấy giờ cái tâm nó đã được cứng rồi, nó đã được tốt rồi, thì nó không có bị dao động, và đó là tâm Phật. Và các bạn sống ở trong cái Niết Bàn của các bạn.